Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ năm, ngày 1 tháng 8 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí không chỉ nổi tiếng là cơ sở y tế uy tín mà còn được biết đến bởi tấm lòng nhân ái, sẵn sàng dang rộng vòng tay đón nhận và hỗ trợ những bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Nơi đây thường xuyên tiếp nhận và hỗ trợ điều trị cho nhiều bệnh nhân có sức khỏe yếu ớt, di chuyển đi lại gặp nhiều khó khăn trở ngại, nhằm giúp đỡ họ trong quá trình thăm khám và hỗ trợ điều trị. Phòng khám đã được các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ xe lăn, góp phần giảm bớt gánh nặng cho nhiều bệnh nhân và gia đình. Sự quan tâm và hỗ trợ tận tình của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên cùng với sự giúp đỡ từ cộng đồng đã mang đến niềm hy vọng và tiếp thêm sức mạnh cho những bệnh nhân ung thư đang chiến đấu với bệnh tật. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí mới đây đã tiếp nhận một em bé Nguyễn Đoàn Tấn Kiệt bị u ác dùng sao phúc mạc và phúc mạc, hơn 2 tuổi, quê ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, là con của vợ chồng anh Nguyễn Minh Tấn và chị Đoàn Thị Úc. Bé Tấn Kiệt đăng ký hỗ trợ điều trị ung thư trong tình trạng bụng phình to, khóc nhè, đi đứng khó khăn, ăn uống không ổn định, tình trạng khó thở, da vàng, cơ thể gầy mòn và yếu ớt, thường xuyên quằn quại vì vết thương đau nhức. Những câu chuyện về những mảnh đời của bệnh nhân ung thư tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã thu hút sự chú ý của cộng đồng. Điển hình khi chia sẻ câu chuyện xúc động về bệnh nhân bé Nguyễn Đoàn Tấn Kiệt. Nhận thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình bé Nguyễn Đoàn Tấn Kiệt, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã không ngần ngại dang rộng vòng tay hỗ trợ điều trị ung thư cho bé Nguyễn Đoàn Tấn Kiệt. Câu chuyện thể hiện sự quan tâm đặc biệt của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên đối với bé Nguyễn Đoàn Tấn Kiệt và cam kết để hỗ trợ điều trị ung thư cho bé và giúp đỡ cho bé Nguyễn Đoàn Tấn Kiệt vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Câu chuyện của bé Nguyễn Đoàn Tấn Kiệt là minh chứng cho sự nhân ái và tinh thần y đức cao cả của phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Họ không chỉ mang đến sự hỗ trợ về mặt y tế mà còn dành cho bệnh nhân và gia đình sự quan tâm và động viên về tinh thần rất to lớn. Sự quan tâm và giúp đỡ của phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước là nguồn động lực to lớn để giúp bé Nguyễn Đoàn Tấn Kiệt có thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Hy vọng rằng với sự nỗ lực của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên và sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, bé Nguyễn Đoàn Tấn Kiệt sẽ sớm được chiến thắng căn bệnh quái ác và quay trở lại với cuộc sống bình thường. Em tên Nguyễn Minh Tuấn, ở quê ở ấp Hưng Thạnh, xã Long Hưng, thị xã Gò Công, Tiền Giang. Cha mẹ tên là Đoàn Thị Úc, con tên là Nguyễn Đoàn Tấn Kiệt. Cho những ban đầu là nóng sốt liên tục trong vòng 11 tháng là tới 2-3 lần. Rồi đó là mình đi lên Nhi Đồng 1 để khám và xét nghiệm, thì bên Nhi Đồng 1 là có mổ cái tinh khiết, lấy một miếng để tế bào để như kiểm tra là coi bú lành hay là bú ác. Rồi sau đó là kết luận lại là nó là bú ác, là mới chuyển qua bên cơ sở 2 của Thủ Đức để điều trị khoảng trong thời gian nó tầm khoảng 6 tháng. Tại vì phát hiện ra là cái này là cũng đã là nó lên là 8 hoặc 9 tháng rồi, nhưng mà lên trị tám thì càng ngày nó sẽ càng to thêm chứ nó không có giảm. Mới đầu vô thì giảm được nhưng mà thời gian sau là nó càng ngày nó càng lớn lên. Dạ, có người chỉ nhờ có liên lạc với bà chị ở cùng quê
thì chị chỉ về đây có cha Tường với mấy người chỉ thì phải chạy xuống đây để trị. Bác sĩ họ nói rằng bây giờ là cái này nếu mà em nó nhỏ quá, bú nó thành ra nó to quá, nếu mà vô thuốc á, thì không biết đã mất lúc nào, không có sức khỏe. Với cái thứ hai nữa là cứ cứ nằm là chỉ có vô kháng sinh, tiêm thuốc kháng sinh với thuốc giảm đau để cho em nó ấy thôi, chứ giờ hết cái phương pháp rồi thì giờ hãy để cho em nằm đó tới đâu hay tới đó, nó thôi để em xin đi, đi về, xin để đi về để có tìm đường để chạy xuống với cha Tường xuống đây, chứ giờ đường cuối cùng rồi. Thấy cũng có niềm tin, tại vì em đã có một cái ca mà nằm chung với nó, với bé này là có nằm chung với trên ông bú á, bé nhỏ nhất á, là nay em xuống đây em gặp là anh nói con của anh là lúc trước cũng bị nặng mà nay cũng đã khỏe rồi. Cũng có hơi một phần, nói chung ra thì cũng có gia đình giúp đỡ, tại vì là đã nằm cái chi phí ở trên trên mấy cái chỗ ở trên trên cơ sở 2 á, thì nhà nước người ta miễn phí, miễn phí, nhưng mà mình cũng phải là lâu lâu thì cũng có bác sĩ nói là bây giờ thuốc nó vô cái thuốc bảo hiểm á, nó không có tác dụng nặng nữa, mình phải bỏ tiền mình mua cái thuốc đỏ ở ngoài á, mình vô cái đó là mình phải trả tiền riêng, mà cuối cùng vô rồi cũng không lợi cái căn bệnh này nữa. Là thấy là càng ngày nó cái bụng càng to lên mà nó phát sinh quá lẹ, trong vòng chừng 5 ngày là nó đã bự lên, phình lên liền. Đi lại thì hơi rất là khó tại vì cái bụng nó quá to, chứ chỉ nằm nằm cũng như là nó thiêu thiêu, nó buồn buồn với nó đau nhức, nó la. Rồi có thuốc giảm đau của bác sĩ ảnh cho về để ăn uống đó. Dạ. Rồi còn ăn uống là ăn rất là khó tại vì nó còn cái lượng thuốc vô nó đang còn ở trong miệng, nó lở miệng. Lở miệng, lở môi, nó nóng. Nhưng mà ăn thì rất là khó ăn. Ngủ thì cũng không được ngủ dài giấc nữa. Là một cử ngủ vậy là thí dụ như trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng là ngủ được, chứ 15-20 phút là giật mình dậy đau nhức la làng lên. Phải thay đổi với nhau tại vì nó phải cần một người để mà cặn bên nó bỏ nó đi rồi cái nếu mà nó giật mình dậy nó thức nó sẽ la. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, linh hồn người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi, cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưỡng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không.
Cha Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, linh hồn người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đầy, đến bây giờ vẫn khắc khoải gióng ngôi. Trước lúc đi, cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ai yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công tình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Phòng khám cho con chữa bệnh yêu thương, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi.
chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời, để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng. Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.